diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ.